Sống đúng sống đẹp thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong tim. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Sống đúng sống đẹp thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023. Chuyện xưa tích cũ, giận mày tao ở với ai? Ngày xưa có một phú ông tự cho mình là có tính nhẫn nại, nhẫn nhịn, ít ai bị kịp. Phú ông có một cô con gái nhan sắc rất là xinh đẹp. Đến ngày mà con gái ông đến tuổi lấy chồng, phú ông cho ít một cái bảng ở cổng, nói rằng hễ ai mà làm cho ông nổi nóng hay giận dữ thì ông sẽ gả ngay con gái cho người đó. Ai mà làm cho ông ấy nổi nóng được, ông gả con gái cho. Nhưng mà trong vòng một tháng mà không làm được cho ông ấy nổi nóng thì sẽ bị đánh 100 hèo rồi đuổi về. Có ai xung phong không? Không ai xung phong. Đã có nhiều chàng trai lần lượt nộp đơn xin làm rể với nhiều mưu mẹo mà vẫn không làm cho lão nổi giận, nổi nóng lên được. Đành chịu nhận lấy một trận đòn đau mà tay không trở ra 100 hèo. Mọi công phu làm rể coi như sôi hỏng bỏng không. Vì thế mà đã bao năm tháng trôi qua, cô con gái ấy vẫn phòng không chiếc bóng. Một hôm, có một chàng trai bộ dạng gầy gò đến xin ra mắt. Phú ông hỏi: anh muốn gì nào? Chàng trai đáp: dạ thưa, tôi muốn làm rể của ông. Phú ông cặn vặn: thế anh đã đọc kỹ những lời ta giao hẹn yết ở bảng chưa? Đọc kỹ chưa? Dạ thưa, tôi đã đọc kỹ rồi ạ. Nhìn anh chàng từ đầu đến cuối, phú ông nói: ta sợ rằng anh không chịu nổi 100 hèo của ta đâu. Dạ thưa ông, tôi chịu được. Vậy thì ngày mai là ngày bắt đầu, anh cứ việc tới đây. Anh chàng ấy đến ở nhà phú ông trong vòng một tháng giao kèo, phải làm cho ông ấy nổi giận. Nếu sau một tháng mà phú ông không nổi giận, anh chàng này không lấy được vợ mà còn bị đánh 100 hèo, 100 roi. Còn nếu mà làm cho ông nổi giận thì được cưới con gái của ông. Ở đời này có ai ra điều kiện kỳ lạ như vậy không? Đến ở chưa được mấy ngày, anh chàng rủ phú ông: thầy à, sáng mai thầy với con đi săn một chuyến kiếm vài con cầy, con trồn về ăn. Nghe nói đi săn, phú ông tỏ ý ham thích lắm, nhưng lại bảo: đi săn thì được lắm, nhưng nhà ta không có chó săn thì làm thế nào được. Anh ta đáp ngay: dạ thưa thầy, con sẽ làm chó, con làm chó. Hai người vào lùm săn được một con cầy, đưa về nhà. Phú ông mới bảo anh ta: này anh đi làm thịt cầy đi, đi làm thịt cầy cho ta ăn. Anh ta lắc đầu
Thưa, con là con chó mà, làm sao mà đi làm thịt cầy được? Phu ông lại bảo, thế thì đi mua rượu về đây cho ta. Anh ta vẫn lắc đầu, thưa phu ông, con là chó mà, làm sao mà đi mua rượu được? Người mới đi mua rượu chó, làm sao người ta bán cho chó được? Phu ông đành một mình hì hục làm thịt cầy rồi nấu nướng, trong khi đó anh chàng đánh một giấc ngon lành. Nấu xong, phu ông lại tất tả đi mua rượu, vì hôm ấy nhà vắng người không có ai. Thừa dịp ở nhà một mình, anh mang thịt cầy ra chén hết. Phu ông mang được rượu về thì thấy nồi thịt cầy đã hết nhẵn rồi. Nhưng mà ông vẫn không tỏ vẻ tức giận gì cả, chỉ hỏi, mày ăn cũng được đấy, nhưng mà có để cho tao miếng nào không? Hả? À, có để cho tao miếng nào không? Anh thản nhiên đáp, thưa ông, người ta nói là chó treo mèo đậy, để vậy nó ăn. Đã để cho chó ăn mất rồi, con đóng vai chó mà, chó ăn mất rồi thì làm sao mà còn phần ông được? Phu ông đành trả lời, thôi cũng được. Chờ một lúc sau, anh chàng mới rỉ tai phu ông, thầy, thầy ơi, con làm vậy thầy không giận à? Thầy có giận con không? Lão cười đáp, giận mày tao ở với ai? Giận mày tao ở với ai? Một hôm khác, hai người lại rủ nhau đi săn. Lần này thì phu ông định tìm cách trả đũa cho chàng rể tương lai lấu lỉnh này. Cho nên lần này phu ông nhận lần này để ta làm chó. Lần trước mày làm chó rồi bây giờ tới phiên tao. Biết thế, lần này đi săn, anh lại nhằm vào những nơi đầy gai góc mà cắm lưỡi. Cứ mỗi lần đi săn mà thấy phu ông không dám xông vào chỗ bụi gai để bắt mồi, anh ta lại cầm roi quất vào đít phu ông và giục, mau lên, chó, chó, vào đi. Chó mà không chịu đi, làm chó thì phải chui vào đó mới lấy được chứ. Có đồ chó này, quất cho mới rồi. Phu ông mấy lần bị đòn, bị đánh cho nên phải xông vào bụi gai. Thấy lão thở không ra hơi, lại bị gai cào toác cả mặt mũi, anh mới lại hỏi, thầy ơi, thầy, thầy có giận con không thầy? Lão vẫn tươi cười. Giận mày tao ở với ai? Giận mày tao ở với ai? Hôm ấy, hai người cũng đi săn được một con cầy. Về nhà thì anh làm thịt cầy và nấu nướng xong. Như lần trước thì ông ấy nấu, còn lần này tới phiên anh mà. Anh làm thịt cầy nấu xong, rồi bảo phu ông, thầy, thầy đi mua rượu đi. Phu ông đáp, mày chết rồi con à, chó đây. Chó mà biết đi mua rượu à. Anh ta chỉ đợi ông ấy trả lời như thế, đi lấy cái xích, xích chân phu ông lại vào cột nhà và nói, được, chó là hay ăn vụn lắm, bây giờ phải xích chó lại để chó khỏi ăn vụn nhá. Rồi ông bỏ đi mua rượu. Anh ấy bỏ đi mua rượu. Mua được về rồi, anh ấy ngồi một mình chén tì tì hết đĩa thịt cầy này đến đĩa thịt cầy kia. Bao nhiêu xương sầu anh vứt lại chỗ phu ông. Ê, chó ăn đi. Ăn miếng ngon lại. Chó ăn đi, xương này, chó này. Ăn hết chén thịt cầy xong vứt xương cho chó. Anh ấy lại mở xích cho phu ông và lại nói, thầy ơi, con làm vậy thầy có giận con không thầy? Ông ấy vẫn trả lời một câu quen thuộc. Giận mày tao ở với ai? Giận mày tao ở với ai? Thấy chưa thắng được phu ông, anh chàng hơi lo rồi. Hết mấy tuần rồi, hai tuần. Một hôm anh ta lại bàn cách khác. Thầy ơi,
Nay công việc đồng áng hơi rỗi, con xin thầy đi buôn một chuyến kiếm ít lãi về rồi thầy con mình chia nhau nhé. Phương đáp, được, cứ đi. Khi mà ra đi buôn thì anh ta dặn với Phương thế này: thầy à, chiều mai á, thầy ra chỗ ngã ba đầu làng đón con một đoạn đường. Con đặt gánh hàng ở đó rồi phải đi ngay làm chuyến khác. Vì vậy mà thấy gánh hàng thì thầy cứ gánh hộ về cho con nhé. Thầy thấy gánh hàng đó là cứ gánh để con phải đi buôn tiếp. Chiều hôm sau, phú ông ra chỗ hẹn thì đã thấy một đôi bồ đậy nắp chằng dây cẩn thận để sẵn ở đó rồi. Có quang có gánh sẵn sàng, lão cất lên vai gánh hàng thật là nặng. Nhưng mà cứ theo lời dặn, lão ìa gánh gánh hàng về đến nhà. Đến nhà, lão mở bồ ra thì thấy một cái bồ đựng toàn là đá thôi. Còn mở cái bồ kia ra thì thấy anh chàng rể trời đánh đang ngồi ở trong cái bồ đó. Anh vừa đứng dậy vừa cười vừa hỏi: thầy ơi thầy, thầy, thầy có giận con không? Phu ông vẫn cười và đáp: giận mày tao ở với ai? Giận mày tao ở với ai? Lần sau, phu ông quẩy bồ đi buôn. Lão cũng dặn anh là chiều hôm sau ra bờ sông cuối làng gánh hộ cái bồ đó về. Giờ đổi vai. Ông ấy đi buôn và anh chàng đó phải ra gánh cái bồ về. Đoán được âm mưu của phu ông, chiều hôm sau, anh mang theo một chiếc mo cau khô và mấy cái lục lạc, đi reng 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 mấy cái lục lạc. Đến bờ sông, đã thấy một đôi bồ đậy nắp chằng dây để đó. Anh liền vỗ vào cái mo cau, mo phát thành những tiếng lộp bộp như là tiếng ngựa chạy. Anh lại lắc lục lạc nghe tiếng con con, còn miệng thì la lối: gánh gồng của ai để giữ đường chắn lối không cho ngựa quan đi à? Ai mà để bừa bãi thế này vậy này? Bậy thật, chắn hết lối của người ta, biết điều một tí chứ. Có mỗi cái đường đi mà để chắn lối thế này. Ngồi trong bồ, phu ông đổi vai mà cái này tính chơi lại mà. Trước thì anh ngồi trong bồ, ông phải gánh. Lần này phu ông tính ngồi trong bồ bắt nó gánh về. Ngồi trong bồ, phu ông nghe tiếng la tưởng là quan sắp tới thật. Để đây mà quan đến là chết đấy nha, cái bồ của ai đây? Ông càng nghe càng sợ, tưởng quan tới thật cho nên đâm hoảng, lúng túng thế nào mà để cho cái bồ nó lắc, nó lăn mấy cái vòng, nó rơi tõm xuống sông. Phu ông nằm trong bồ chui xuống sông. Anh chàng để cho lão phu ông làm một bụng nước rồi mới giả bộ hốt hoảng vớt lên. Ông phu ông thở hổn hển: tí nữa thì chết, có thằng tí nữa thì chết. Về đến nhà, anh chàng lại: thầy ơi, con làm vậy thầy có giận con không? Lão vẫn cười gượng: giận mày tao ở với ai? Giận mày tao ở với ai? Thấy kỳ hạn sắp hết mà vẫn chưa làm cho phu ông nổi giận được, anh chàng lo lắng hết sức. Phe này ăn chắc là 100 hèo rồi, không cách nào thoát được. Không ngờ cái ông này mà ông ấy kiên nhẫn kỳ diệu như vậy, còn hơn cả thánh nữa, hơn cả Bụt nữa. Không một tí giận dỗi gì, mình chơi ông như thế mà tại sao ông vẫn không có một cái phản ứng tức giận gì mà cứ giận mày tao ở với ai? Mày cái lão này thiệt tình, giận mày tao ở với ai? Hôm sau người ta thấy anh quẩy đôi sọt ra đi. Được một lúc thì anh chạy về gọi phu ông rối rít lên: thầy ơi thầy ơi thầy, con úp được một con phượng hoàng đất rất đẹp.
thò tay vào mà bắt thì sợ nó sổng mất, tiếc của lắm. Cho nên thầy ra thầy giữ hộ cho con, giữ con Phượng Hoàng Đất đã nằm bên trong, con úp rồi, con lấy thúng con úp rồi, mà bây giờ mà mở ra nó bay mất thì ra thầy giữ hộ con, để con phải đi tìm cái lưới, con bủa vây chung quanh, trùm lên trên cái thúng đó thì mới bắt được cái con Phượng Hoàng Đất. Con đã chặn mấy hòn đá lên nó rồi, bây giờ thầy ra giữ chặt lấy cái bồ cho con, đi kiếm cái lưới con chụp lên trên nhé. Phu ông vốn thích nuôi chim, nghe nói có con Phượng Hoàng Đất, anh chàng này bắt được mừng lắm, liền chạy ra đến nơi, đúng cái chỗ mà anh chàng ấy chỉ, thì đúng thấy có một cái thúng úp lên, rồi ở ngay giữa đường, rồi có mấy hòn đá chặn lên, đúng quá rồi, đúng là con Phượng Hoàng Đất rồi. Ông ấy cũng muốn mở ra coi, nhưng mà chàng ấy dặn là mở ra là sổng nó đã bay mất, phải có cái lưới chụp lên mới được. Cho nên cứ ngồi ôm chặt lấy cái nón, ôm chặt lấy cái thúng đó, ôm chặt lấy sợ con Phượng Hoàng Đất nó bay mất. Vừa lúc ấy có vua và quan lính chạy qua, thấy một người cứ nằm phủ phục mà khư khư ôm chặt lấy cái bồ, cái thúng. Vua bèn cho quan quân dừng lại và hỏi: "Này, nhà ngươi làm gì ở thế này mà không thấy vua đi đây ngang qua mà còn nằm chỏng mông vào vua thế này, tội khi quân." Phu ông đáp: "Dạ tâu bệ hạ, tiện nhân không dám khi quân đâu. Kẻ tiện nhân này có úp được một con Phượng Hoàng Đất rất đẹp, nó đang ở trong cái bồ này, tiện nhân phải giữ chặt sợ nó bay, đang chờ người về để lấy lưới ra rồi chụp lấy. Có hồi con Phượng Hoàng nó bay mất chứ tiện nhân, tâu bệ hạ thật là không dám, xin bệ hạ thứ tội. Có thật không, có gì trong đó? Dạ thưa bệ hạ, có con Phượng Hoàng Đất đẹp lắm. Nghe nói Phượng Hoàng mà lại Phượng Hoàng Đất. Nhà vua tò mò, không chờ lấy lưới ra, truyền cho quân lính tìm cách là bắt ngay con Phượng Hoàng này cho vua xem, không chờ được nữa, chờ lưới đến bao giờ. Nhưng mà khi mà quan quân vây chung quanh rồi sẵn sàng, ai cũng giơ tay để mà chộp, sợ Phượng Hoàng Đất đã bay mất rồi, vua mọi người giơ tay để mà chộp. Vừa mới mở cái thúng lên, mọi người nhảy vô chụp, sợ không kịp mà. Chụp thì thấy chẳng thấy Phượng Hoàng Đất đâu cả, ngay một đống phân trâu. Chụp vào đống phân trâu bắn tung tóe lên cả nhà vua. Giận vì có kẻ dám trắng trợn đánh lừa mình, phân trâu dính tùm lung tùm lá hết. Vua thét lính: "Lính đâu, nọc lão này ra đánh cho 100 loa hẻo, đánh đúng 100 hẻo vì cái tội dám để phân châu bắn vào mặt nhà vua, tội khi quân." Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chờ vua quan và lính tráng đi rồi, thấy lão nằm sống dở chết dở như vậy, anh chàng mới từ trong bụi chạy ra, đỡ phu ông dậy, xoa bóp và hỏi: Thầy ơi, thầy có giận con không thầy?" Lần này thì phu ông không nhịn được nữa: "Mẹ kiếp, mày làm cho ông suýt mất đầu mà không giận mày sao được, cái thằng quỷ sứ." Kết quả là mấy ngày sau, người ta thấy nhà phu ông có đám cưới. Và đám cưới là của chàng trai lấy con gái của phu ông, anh chàng vừa mới thắng cuộc vì làm cho phu ông tức giận, không còn nói được câu "giận mày tao ở với ai". Thưa anh chị em và các bạn, thiếu nhi chúng con thân mến, đây là một câu chuyện cổ tích Việt Nam ngợi ca cái trí thông minh của những người dân lao động
ở trong thời phong kiến, ngày xưa ngày xưa. Và thông qua những hành động ngốc nghếch của phu ông, tác giả dân gian đã châm biếm tầng lớp thượng lưu trong xã hội cũ một cách nhẹ nhàng và hài hước. Chúng ta thấy là bằng những tình huống dở khóc dở cười kết hợp với những hình ảnh minh họa sinh động và bắt mắt, câu chuyện cổ tích giận mày tao ở với ai chắc chắn mang đến cho chúng ta những nụ cười, những giây phút giải trí. Vui không? Buồn cười không? Thương ai? Thương ai? Thương ai? Thương ông Phú Hộ phải không? Ông Phú Hộ chứ. Cũng tội nghiệp ông ấy. Phải không? Mà ta cũng phải nể phục cái tài lanh trí, lanh lợi của cái anh chàng nông dân. Phải không ạ? Cho nên chúng ta thấy cái câu mà ông ấy nói nghe đi nghe lại thấy thấm lắm. Giận mày tao ở với ai? Hai anh chị lấy nhau bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. Đã nhiều lần hát cái bài giận thì giận mà thương thì thương, giận thì giận mà thương càng thương, anh sai đường em không chịu nổi, giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương. Nếu mà giận thì giận mà thương càng thương ấy, thì quá tốt rồi. Nhưng mà có những cặp vợ chồng giận nhau là không nhìn mặt nhau nữa. Không nhìn mặt nhau nữa. Nằm thì bình thường thì nằm quay mặt vào nhau. Mà lúc đó thì là quay lưng vào nhau. Mỗi người quay mặt vào vách tường. Đúng không? Nhà có mỗi cái giường biết đi đâu giờ. Nhẽ một người xuống dưới đất nằm. Giận đến mức độ như vậy mà. Có lúc ta bảo là giận gì ấy, tím gan tím mật lại. Giận điên lên, tức điên lên. Có không? Có. Tôi mà là cái ông Phú Hộ này ấy, thì tôi thua ngay từ đầu. Coi như con gái tôi mất sạch. Vì tôi dễ nổi nóng, dễ tức, dễ giận. Cái mà nổi nóng ấy, có nhiều vị thánh nổi nóng lắm. Ta thấy hai tông đồ, anh em con của ông JBD, Joan và Jacobe, đều gọi là con của sấm sét. Còn nhớ câu chuyện mà thầy trò đi ngang qua Samari không ạ? Dân làng không đón tiếp Đức Giêsu và các tông đồ. Hai ông mới nói, thầy ơi, nó không đón tiếp thầy đó thầy, không đón tiếp chúng con còn được chứ. Thầy mà nó không đón tiếp, thầy cũng muốn chúng con xoay lửa bởi trời đốt cho sạch hết cái làng này không? Láo toét. Chúa Giêsu có bảo, ừ, chơi luôn không? Không. Chúa nói, cái thần khí nào mà khiến con nói câu đó vậy? Có phải thần khí của Thiên Chúa không? Hay là ma quỷ nó nhập vào con mà nó nói câu đó? Ta thấy các vị thánh vậy. Có những vị thánh rất nóng. Rất nóng. Cái nóng, nóng tính ấy, là nó chỉ tính bộc trực lúc đó thôi. Bộc trực lúc đó xong rồi hết. Như lửa bùng lên là xong xong. Được việc đó, việc đó, việc đó. Không làm thì rơi về. Xong rồi thôi hết. Không có gọi là giữ ở trong lòng. Có những người ngoài mặt thì không nói gì nhưng mà giận trong lòng, đó mới đáng sợ. Thà tức bực nói luôn, con làm vậy không được rồi. Sao làm như thế? Đốt cái đèn này, đốt cái đèn này. Làm vậy không được, sửa lại. Còn hơn, kệ không, mày muốn đốt thì đốt, sau đó ghi vào sổ. Ví dụ như là thầy giúp sứ ghi vào sổ, báo cáo với bề trên, thầy tiêu rồi. Thà gặp cha sứ nóng, giận, quát luôn. Rồi sau thì mình biết sai mình sửa. Còn đây cứ lầm bầm ghi vào sổ báo cáo với bề trên. Cuối hết kỳ hè đi thử về, thấy bề trên gọi lên cho thầy đi về. Không quên kêu gọi, bảo sao vậy, đây nè báo cáo này nè. Bảo con đâu có biết đâu, đâu thấy cha sứ nói gì đâu mà con biết đâu mà con sửa. Thế như thế. Hay là trong nhóm, trong gia đình mình cũng vậy. Có gì cha mẹ gọi con cái lên mà nói, quát cũng được, nhất ông bố đập bàn đập ghế quát đi. Rồi nó sợ một lúc thì xong nó xìu.
Rồi bố nói vậy chứ không sao đâu. Vợ mẹ mới đầu nói lại tí. Thì ông bố nguôi, nóng thôi. Tôi có tính nóng, nhưng mà tôi không có giận. Hay cái khác. Kinh Thánh nói, đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Ban ngày tức nóng giận gì đó nói với nhau cho xong hết rồi thôi. Tối trước khi đi ngủ, làm dấu xin Chúa tha thứ lỗi lầm cho con và con cũng tha thứ lỗi lầm của anh em con. Rồi amen, tắt đèn, đi ngủ. Vô giường ngủ vẫn còn thấy. Kỳ cục cái gì kêu người ta. Ủa ếch nhái gì kêu, giờ này kêu. Cái gì kêu biết không? Anh biết gì kêu không? 20 năm ở và biết gì kêu không? Cái gì kêu? Vợ nó kêu. Phụ nữ không có bỏ qua, giận lâu lắm. Mình thì chồng cười xong rồi thôi, mình cứ giữ trong lòng mình cái giận, xong rồi khóc, tối nằm không ngủ được khóc. Chồng nó cứ mình càng nghe nó khổ bao nhiêu, càng làm người ta tức, còn khóc còn ngủ được đủ. Mình cứ khóc nó cứ khổ. Nó khóc làm gì? Tức làm cái gì? Phải không? Có nhiều lần trong cuộc sống mình, mình cứ tức xong rồi về mất ăn mất ngủ. Tôi 12 giờ đêm lại nhắn tin tít tít tít. Cha ngủ chơi cha. Sắp sửa ngủ rồi, có chuyện gì không? Con không ngủ được, chuyện gì? Con tức cha lắm. Tôi tức cái giờ này còn tức cái gì nữa. Nãy cha la con thế này thế khác. Thì lúc nãy làm không được thì ta la thôi, rồi xong hết rồi. Sau giờ con đi ngủ, con chưa tha cái đó, xong con lôi vào giấc ngủ. Con tức. Trời ơi, mệt quá bà ơi, ngủ đi bà ơi. Chúng ta cứ giữ trong lòng cái tức đó. Cho đọc câu chuyện này tôi thấy thứ nhất phải bái phục cái ông phú hộ này. Mà cái câu ông này là giận mày tao ở với ai. Nghe nó quen quen, có một cái bài hát lời nó quen quen. Giận mày tao ở với ai, bỏ ngài con biết theo ai. Phải không? Tương tự, bỏ ngài con biết theo ai, đời lộng gió cánh chim ngàn khơi, trùng trùng sóng nước mênh mông, thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ ngài con biết theo ai, giận mày tao ở với ai. Câu đó một chân lý đấy. Hai vợ chồng nói với nhau thử coi, giận chàng em ở với ai. Vợ nói với chồng, sao em còn giận anh chuyện hôm đó. Hôm đó thì nói thật rồi cũng có tí uống vô, rồi cũng có thấy mấy cô tiếp viên đi ngang qua, thì nói thật thì anh cũng có liếc. Mà về thì anh cũng thấy chân tay nó cũng bầm dập hết rồi, em cũng nhéo anh rồi, thôi giờ còn giận anh nữa hay không. Vợ nói chồng sao, giận chàng em ở với ai, giận mày tao ở với ai. Chàng nói câu hay á, thấy không ạ? Rồi có khi vợ cũng làm chồng buồn, phải không ạ? Vợ cũng làm chồng buồn, lo có hát karaoke về chưa kịp nấu cơm. Chồng về đói. Giống như hôm nãy em hát karaoke với bài hay quá, nhớ đến kỷ niệm xưa ngồi hát với bạn bè quên nấu cơm. Chồng không thèm nói năng gì cả, ngồi đọc báo. Có đọc được không? Bụng thì đói. Mà nó tim thì đập, mắt thì hoa lên, đầu thì nó căng, giận mà. Vợ biết lỗi xuống, nấu thì không kịp nữa rồi. Bây giờ online mà gọi phát nó đưa xuống thôi, đưa đến thôi, đưa đến. Rón ra rón đến vô. Không dọc mấy cái, để cơm, anh dùng cơm. Anh còn giận em nữa không? Em biết lỗi rồi. Nói sao? Giận nàng, anh ở với ai? Nó cứ như thế. Cha Sở và giáo dân vậy. Cha Sở cũng tức giáo dân chứ. Làm cha Sở giận mà. Ông trùm với bà quản đến, xin lỗi cha, cha còn giận con không? Giận mày tao ở với ai đó. Cha Sở nếu mà là như là cha con nói với nhau, giận mày tao ở với ai? Được không? Chàng cười, giận tụi mày tao ở với ai? Thế là cha con vui vẻ với nhau.
Thì trong cộng đoàn cũng vậy. Khi một người trưởng và các bạn trong nhóm có khi có chuyện bất hòa, giận nhau là chuyện bình thường thôi. Mà lòng thương xót, nói câu đó là có lòng thương xót ở chỗ đó. Lòng thương xót là không biết giận, có tức, có nóng, bùng lên rồi thôi. Chúa Giêsu có nóng không? Chuyện chỗ nào? Trong đền thờ, xô đổ hết cái bàn của người đổi tiền, bắn chim, bệ roi quất. Biết, đừng biến nhà cho ta thành cái hang trộm cướp. Đó, thấy chưa? Đó. Rồi Chúa Giêsu thở dài, nhìn đưa mắt nhìn họ, buồn rầu, tức trong lòng vì cái sự cứng tin của họ, sự trơ tráo của họ. Nhưng mà không bao giờ Chúa giận tức nóng một chút thôi, nhưng mà rồi không bao giờ để cái cơn giận nó còn ở trong mình. Tập như vậy đi, sống nó mới khỏe. Tôi sống ngày hôm nay mà còn được khỏe như thế này là nhờ như vậy. Trước khi đi ngủ là nghĩ coi còn gì nữa không, hết xong đi ngủ. Mà chưa hết là phải đi đọc kinh để xin Chúa máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con, những cơn nóng, cơn giận, cơn tức của con. 100 lần mình phạm vẫn 100 lần mình xin lỗi. Tại vì lúc này nóng, lúc sau nghĩ lại tiếc quá, nãy mình hơi nóng nói câu đó là bậy rồi. Nhưng mà cái phản xạ tự nhiên của con người mà đâu có kiềm được, có đúng không? Nếu mình nghĩ lại mình mới thấy là sai, mới thấy là đúng. Tôi có anh bạn nói, trời, từ hồi đi lòng thương xót Chúa bây giờ con đổi tính nhiều lắm. Chứ ngày xưa là con không có như vậy đâu. Nó mà nó làm như thế là con chơi tới bến đó. Con không có nhịn đâu. Nhưng mà không biết từ sao mà đến với lòng thương xót Chúa, đi theo cha tới giờ, con trở thành giống như khờ khờ. Người ta nói sao bây giờ này nó hiền như bụt vậy. Mà tại vì xưa tính con không phải như thế. Con là máu lửa lắm, không có nương tay ai hết á. Chơi con chơi tới bên, một ăn hay thua, không có nhịn. Còn bây giờ tự nhiên ai muốn nói gì nói, cười vậy. Ai muốn chọc gì, muốn nói hành nói xấu gì, im lặng. Đó, đi vào lòng thương xót Chúa mới xóa được cái đó. Còn bản tính tự nhiên con người mình chẳng xóa được đâu. Đọc bao nhiêu sách học làm người rồi, được nghe bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu bài huấn đức rồi, nhưng mà vẫn tính nào tật đó mà. Nhưng mà khi được lòng thương xót Chúa sờ chạm và biến đổi, chỉ có Chúa mới có thể biến đổi mình thôi. Trước tôi cũng đâu phải tay vừa. Ai mà không có đúng lý tôi không chịu đâu. Mà nhất là cái bất công là tôi không thể chấp nhận được. Thà bất công cái chuyện gì, nhưng mà bất công những cái chuyện mà với người khác là tôi còn không chịu được nữa. Đấu tranh đến cùng, tôi có chịu. Muốn đấu lý cỡ nào tôi đấu lý cỡ đó, muốn chơi cỡ nào tôi chơi cỡ đó. Nhưng mà rồi đến với lòng thương xót Chúa, giờ người ta muốn bêu riếu, muốn làm gì cứ thinh lặng chẳng đáp ra một tiếng. Cứ nghe, nghe chứ, biết hết chứ. Nhưng mà không. Bây giờ phải tập nói thêm câu: giận mày tao ở với ai. Đó là lòng thương xót. Mời anh chị em và các bạn cùng lấy bài hát Hãy Trở Về. Có nhiều lúc chúng ta giận dỗi nhau, tức giận nhau, mình không muốn quay trở về với nhau. Mà mình sẽ không thể quay trở về với Chúa nếu không quay trở về với nhau. Mà quay trở về với Chúa đích thật thì phải quay trở về với nhau, xóa đi những buồn phiền, những tức giận, những tức tối, để cho lòng mình thanh thản, quay trở về với lòng thương xót. Bao năm trôi qua, hồn còn lạc bước đi xa, quên bao ơn cha, chẳng khả bể đám bao la. Nay con ăn năn, hồi tâm thông hối bao lỗi lầm, đền bù bất xứng bao năm, quyết tâm trở về cha lành. Hãy trở về với cha nhân lành, hãy trở về để sớm hồi.
hồi sinh hãy trở về, trở về sống trong an bình, trở về.